Ông à, ông nhiều chuyện nó hoài cả. Nói chuyện với ông. Mấy ông bà dưỡng tướng có xíu mà. Còn trong quận đi nó đôi, em nói với nó trước khi tiến hành lễ thi thể thì tôi xin phép thông qua chương trình làm việc như sau: một là thông báo chương trình, hai chào báo cáo cấp trên, ba là chào cờ, bốn là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, năm báo cáo tổng kết huấn luyện chiến sĩ mới, sáu chiến sĩ mới thi thể, bảy là trao vũ khí, tám thủ trưởng cấp trên phát biểu chỉ đạo, chín vị trưởng ngũ, và 10 là kết thúc buổi lễ. Đối với đội quân nhạc thì yêu cầu các đồng chí là khi thủ trưởng ra thì ta thổi tiền nguyên. Cái thứ hai là khi mà hô cái tổ quân kỳ lên vị trí và hô tiếp là kính mời các đồng chí, kính mời thủ trưởng và các đồng chí đại biểu đứng dậy, các đồng chí thổi tiền nguyên. Trên này chúng tôi sẽ phát hô nguyên. Có hai cái kép nhỏ không nó.